quản lý. Do nên là Mỹ với Trung Quốc đã thỏa thuận về vấn đề chia cắt Biển Đông và đến nước ta, xin nhan, tức là cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Do đó, Bình Đẳng Sang Trung Quốc là Hoàng. Nếu là người Mỹ mà thực sự là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và chúc nó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn, thế như vậy nó chỉ cần một loạt B-52 thì toàn bộ quần đảo Hoàng Sa sẽ chìm xuống đáy biển. Nhưng vì chiến lược của họ, mục đích của họ, âm mưu của họ, cho nên Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu chia cắt. Cho nên bây giờ là những người Việt Nam, 74 thằng lính này, nếu như có một tướng lĩnh của mình, ví dụ như anh, nhận được lệnh mà tấn công giải phóng trường Hoàng Sa lúc đó, thì nó có bắn anh không hay nó giao vũ khí cho anh? Vậy thì cái đó là một cái yếu tố quan trọng. Cái thứ hai nữa là đây là những thằng mà trước đây nó đã từng truy sát các đoàn tàu không số của mình, nó giết anh em mình, bộ đội mình. Thế thì tại sao lúc đó đấy thì không thể vi danh được, là vì lúc đó nó vẫn là quân Mỹ. Vấn đề như vậy, thì tôi đã đi xử lý nhiều vấn đề này, ví dụ như là hài cốt của Hàn Quốc, của Đại Hàn Dân Quốc, Nam Triều Tiên đó, rồi đó là phân loại ra không phải là lính của Mỹ, do lên rằng đó là Mỹ không nhận. Nhưng mà tôi nói ngay, tôi bảo là đây là quân nhân Mỹ, là quân chư hầu, là theo Mỹ là quân nhân Mỹ, thì cái lính Việt Nam Cộng Hòa này cũng là quân nhân Mỹ, để mà chiến đấu để chống lại về dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và đồng thời cũng là quân đội nhân Việt Nam bây giờ. Thì như vậy đó là cái tội này là tội ác, chứ không phải rằng đó là nó là một người thuần túy yêu nước như mà là như tôi nói. Vấn đề nhưng mà ý em muốn chốt lại một câu là anh có đồng ý vinh danh không? Tôi không bao giờ đồng ý vinh danh, là vì vấn đề đó là vì đó vẫn là tay quân Mỹ, nó vẫn là đội quân của Mỹ chứ không phải là đội quân của dân tộc Việt Nam tự phát đứng lên để mà khởi nghĩa, không phải. Cho nên vấn đề này nó vẫn là tay sai của Mỹ thì không thể vinh danh được, để đó là vấn đề như vậy. Cho nên bây giờ là như mình nói, đảng ta vẫn duy trì quan điểm của mình. Thí dụ bây giờ nhiều người nói là Việt Kiều về nước, rồi là bỏ cái câu đó là ngụy quân ngụy quyền đi, để tức là để đồng bào là Việt Kiều về nước nó họ không có buồn. Tức là không phải, nói thế là không đúng. Đảng ta, nhà nước ta chưa bao giờ nói là Việt Kiều yêu nước, mà chỉ nói là Kiều bào ta ở nước ngoài. Đến bây giờ chưa có văn bản nào nhà nước công nhận là Việt Kiều yêu nước. Là vấn đề thế. Thì cái số phận của 74 lính của Việt Nam Cộng Hòa mà là tử trận ở Hoàng Sa do Trung Quốc tiêu diệt, thì như vậy nó vẫn là đội quân của Mỹ. Nếu vấn đề như thế cho nên là không thể vinh danh được. Nên là mà bây giờ đảng ta chưa bao giờ nói là Việt Kiều yêu nước, mà chỉ nói là Kiều bào ta ở nước ngoài về thăm quê hương. Nếu mà nói rõ quan điểm của chúng ta. Dạ, rồi. Cảm ơn thiếu tướng.